Thế giới đài vui mừng chào đón toàn thể các bác yêu mến đài trên toàn quốc đã trở lại kênh. Hôm nay là ngày mùng 1 âm lịch, tính theo lịch âm, nghĩa là 1 tháng 7 âm lịch. Và tính theo lịch dương là cuối tháng 7 âm lịch, 7 dương lịch. Hôm nay thì em sẽ đưa lên một sản phẩm màu đỏ, đỏ toàn thân, đỏ rực rỡ. Để cho bác nào mua được sản phẩm này thì cũng coi như là lộc cho tháng 7. Bởi vì theo quan niệm của phương Tây cũng như là người Nhật ấy, thì cái màu đỏ này nó gọi là màu phong thủy. Khi mà các bác trưng bày sản phẩm màu đỏ trong căn phòng của các bác thì nó sẽ hút cái năng lượng đấy. Để theo em tiếp xúc với người Nhật nhiều thì họ nói như thế. Vì thế nên là ở Nhật ấy thì người ta rất là chuộng màu đỏ. Và chiếc đài này màu đỏ, nó đỏ đỏ là đỏ từ nhựa ấy nhá. Cái nhựa của nó cũng là màu đỏ luôn đấy. Vì thế nên là em sẽ đưa lên kênh hôm nay để phục vụ cho bác nào may mắn sở hữu. Thông thường sản phẩm này thì bán giá khoảng tầm 1 triệu 6, 1 triệu 7 đấy. Nhưng riêng hôm nay là mùng 1 đầu tháng, em sẽ bán giá là 1 triệu 200 nghìn đồng. Và bao ship cho bác nào mua tặng một cuốn băng. Các bác có thể chọn một trong hai, một trong ba cuốn băng này. Em đã để trên màn hình đây. Đấy. Thì gồm có là một cuốn băng của nói về Hà Nội ngày chia xa. Đấy. Thứ hai nữa là cuốn băng của Ngọc Bảo, tài tử Ngọc Bảo. Và một cuốn băng nữa là Chảy đi sông hơi của nhạc sĩ Ngọc Tân. Đấy. Vì thế nên là em sẽ tặng. Và băng này em cũng phải chia sẻ với bác là băng này là băng mới nhé. Mới 100%. Đây ạ. Băng mới 100%. Băng là băng TDK. Đấy. Bác nhìn chưa? Ngọc Tân băng TDK. Và băng này thì là 90. Đấy, các bác nhìn chưa? Bác xịn nhá. Đấy. Giá là 1 triệu 2 nhá, tặng băng nhá, bao ship nhá. Và giá này chỉ có ngày mùng 1 âm lịch hôm nay thôi nhá. Ngày mai thì giá của nó sẽ là 1 triệu 7. Đấy. Và sau đây thì em sẽ test chất âm của chiếc đài này cho các bác nghe nhá. Nói về âm thanh thì có thể nói rằng là mình có thể nghe các thiết bị số nó hay hơn đài rất là nhiều. Nhưng đài thì nghe cái âm thanh nó rất là mộc, mộc tiếng, nghĩa là tiếng nó thật, rất thật. Thế còn thiết bị số thì nó làm cho nghe cái nó rất là nịnh tai. Đấy. Thế thì trước khi test thì em sẽ quay hình thức của chiếc đài cho các bác nhé. Đây ạ. Đài thì đỏ toàn thân, đỏ rực rỡ các bác nhé. Đấy. Đỏ cực kỳ đẹp luôn. Bác nào may mắn mà được sở hữu sản phẩm này thì em phải rất là chúc mừng. Bởi vì sản phẩm rất là còn mới. Mới đến 97-98% nhé. Đấy. Và rồi bây giờ thì em sẽ dừng camera lại nhé. Và test tính năng của nó cho các bác nhé. Bác nào mà sau khi xem video này thì phải nhanh tay nhấc điện thoại gọi ngay cho em số điện thoại đang hiển thị trên màn hình. Đấy. Thì băng thì đây. Đây ạ. Em này chân sáng của anh ơi, sao ta liền cách bởi dòng sông ba hai. Trên sóng nước mong manh, bao đêm lạnh lẽo em chờ mong gặp bóng chàng. Vượt rừng vượt núi đến đâu làng, đò em trong đêm thâu sẽ đưa chàng sang vĩ biên. Phương Nam ta sống trong thanh bình, tình ngát hương nồng thắm. Xây một nhịp
số 1. Bây giờ em sẽ chuyển sang test cửa số 2. Nhưng mà trước khi test cửa số 2 thì em sẽ cung cấp cho các bác thông tin của chiếc đài này. Chiếc đài này là của hãng Hitachi các bác nhá. Con này có Hitachi có mã là TRK W105. Có chiều ngang của chiếc đài là 51 cm và chiều cao của nó là 13,5 cm, là chưa tính quai, còn nếu như cả quai là 17 cm. Đấy. Thì chiếc đài này thì sở hữu hai loa, có loa tép thật này. Đấy, hai loa này. Và em tra không trên mạng công suất con này, như là loa của nó là hơn 20W một loa. Các núm nút của nó thì bằng nhựa. Và các tính năng của chiếc đài này thì hoạt động hoàn hảo hết, và em bao cho các bác là nguyên zin, hàng này mua đấu ở tại Nhật. Đấy. Và sau đây thì em sẽ test tiếp cửa số 2 nhé, cho các bác để các bác cùng nghe. Vì đã test thì phải test cho đầy đủ. Đây tua này. Đấy, đây play là lúc này. Em play luôn này. Tua qua một tí cho nó có cái bài hát cũ. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Việt Nam mến yêu, con tiếng chim muông gọi đàn mẹ Việt Nam ơi, con xin dâng xin trọn cả đời. Trời làm cho mưa bay răng răng mây tím rèn thành sương, nằm nghe vâng, em xin kết thúc video test tính năng của chiếc đài tại đây. Rất cảm ơn các bác đã thường xuyên ghé kênh để xem sản phẩm. Xin kính chúc các bác tháng mới thành công rực rỡ. Xin chúc toàn thể các bạn yêu đài trên toàn quốc thật nhiều sức khỏe. Xin trân trọng cảm ơn.